Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng đến với tập 2 Tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay có tên Mợ ơi xin mợ đừng khóc của tác giả Minh Anh Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chiều hôm đó cô dần dần tập làm quen được với mọi thứ. Dì Lan và con Diệp khá mến cô nên chỉ cho cô mình mấy công việc lặt vặt nhẹ nhàng. Có con Liên nó luôn soi mói hết cái này rồi đến cái khác. Những lúc như thế con Diệp luôn lên tiếng nói giúp cô. Nhiều lúc cô không biết tại sao con Liên lại ghét cô như thế. Nhưng cô không dám nói lại nó vì thân phận của cô bây giờ chẳng khác nào là tạm bợ nên trong căn nhà này cô cũng y hệt như những kẻ ở trong nhà mà thôi cũng may khi cậu hai đi làm về thì cô đã mần xong hết mấy công việc lặt vặt ở dưới nhà bếp con diệp vội báo cho cô hay cậu hai về nên ngay lập tức cô liền vội vàng trở về phòng để tránh bị cậu hai nghi ngờ chuyện cô mần việc phụ mọi người dưới bếp suốt cả ngày nay mở cánh cửa phòng ra cậu hai nhìn thấy cô thì cười tươi rồi nói em đang làm gì vậy ngọc anh hôm nay ở nhà thế nào hả má có kiếm chuyện gì với em không vậy làm sao cô dám hó hé nửa lời cô không muốn phải chuốc họa vào thân ngay khi nghe cậu hai hỏi xong thì cô đã lắc đầu cười nhạt nói dạ bà hội đồng không có làm gì em hết ạ à? cậu hai đi tắm nhé để em soạn đồ cho cậu tắm rồi ra dùng cơm chiều cùng bà hội đồng ạ à. được cảm ơn em nhé ngọc anh Đợi một lúc sau cậu hai tắm rửa xong thì cô và cậu ấy cùng nhau đi lên nhà trước. Cô có bảo cậu hai hãy ngồi xuống bàn ăn cùng bà Thu còn cô sẽ xuống bếp phụ dọn cơm nhưng ngay lúc đó bà Thu đã cất tiếng nói Đào mang thai, đừng nên làm gì hết, ngồi xuống đi, cả nhà cùng ăn cơm. Ánh mắt bà ta nhìn cô vô cùng hung ác Cô dường như hiểu được ý của bà ta vừa nói Chắc có lẽ có mặt cậu hai triệu ở đây nên bà ta không muốn cho cô làm bất cứ chuyện gì. Cô gật đầu làm theo lời bà ta nói, vội ngồi xuống bên cạnh cậu hai, cả ba cùng nhau dùng cơm chiều. Tuy rất sợ ánh mắt của bà Thu, nhưng cô không dám bộc lộ ra bên ngoài. Vì cô biết chỉ cần cô làm trái ý của bà ta, thì gia đình của cô đừng hòng yên ổn. Sau khi dùng cơm xong, bà Thu liền bảo cô hãy đi vào phòng trước. Bà ta muốn nói chuyện riêng với cậu hai triệu, chuyện riêng mà bà ta sắp nói ra với cậu hai thì chỉ duy nhất có cái chuyện của tú nga mà thôi cô hiểu chuyện nên đã đứng dậy rồi bước nhanh về hướng phòng của cô và cậu hai nhàn nhã rót ra hai tách trà bà thu đẩy đến trước mặt của cậu hai một tách rồi nói uống trà trước đi con mấy hôm nay mọi chuyện ở ngoài xưởng gạo làm ăn thế nào rồi văn triệu ổn hết má ạ à? tất cả đều phát triển rất tốt ừ Thôi, má nói luôn nhé. Má biết con không thích má lòng vòng mà phải không? Ngày hôm nay má đã làm theo ý của con rồi, cũng đã đến lúc con thực hiện ý định mà má đưa ra đi. Nét mặt của cậu hai liền thay đổi, cậu hai nhíu chặt hai mày rồi hỏi bà Thu, "Ý của má là sao? Con vẫn chưa hiểu." "Sao con mau quên thế hả? Vậy để má nhắc cho con nhớ nhé, má đã nói sẽ đi coi tuổi cho cả hai đứa." là ngọc anh và tú nga ngọc anh năm nay nó không thể nào tổ chức đám cưới với con được nhưng tú nga thì hoàn toàn ngược lại cái gì con bé ấy cũng hoàn hảo hết con chuẩn bị đi má đã bàn bạc ngày cưới xong xuôi hết rồi đấy nhé má nói cái gì chứ ai cho má làm như vậy hả con chỉ yêu mỗi một mình ngọc anh thôi con sẽ chờ đến khi nào có ngày tốt con nhất định cưới ngọc anh còn tú nga con không muốn lấy cô ta càng không muốn cô ta xuất hiện trong căn nhà này bà thu biết thế nào cậu hai cũng sẽ không chấp nhận đề nghị của bà ta nhưng lần này bà ta không tức giận với tay cầm tách trà lên nhàn nhã uống một ngụm rồi bà ta cười nhạt nói con xem thường lời nói của má đến vậy sao văn triệu má à má phải hiểu con không thể làm được điều đó cười nhếch mép bà thu nói con dám mua cho cô ta một bộ trang sức đắt tiền. Con dám cho gia đình của cô ta một mảnh đất. Con chưa từng xem má là má của con đúng không? Những thứ như thế con không bao giờ nói cho má biết. Con rõ con người của cô ta lắm sao? Rõ được đến đâu hả? Trong khi Tú Nga nó đã chờ con mòn mỏi không biết bao nhiêu năm. Sao con không biết thương cho Tú Nga hả Văn Triệu? Con bé nó đã chấp nhận làm vợ bé của con chấp nhận quỳ xuống chân của cô ta để cầu xin cô ta tha lỗi cho nó. Những điều Tú Nga làm con có biết không hả? Bây giờ má nuôi con đủ lông đủ cánh rồi, con muốn làm gì là con làm đúng không Văn Triệu? Cậu hai thở một hơi rất mạnh, nét mặt của cậu ấy bây giờ vô cùng tức giận khi bà Thu đã biết được chuyện mảnh đất mà cậu hai đã cho gia đình của cô. Bà Thu lúc này nói tiếp Thôi được rồi, nếu con không chấp nhận má hứa với con má sẽ đòi lại tất cả những gì của má còn cô ta đừng mong sinh được đứa bé ra cũng đừng bao giờ mong có ngày má chấp nhận cô ta là vợ của con đến cả gia đình của cô ta nữa sẽ không bao giờ yên với má đâu má đã rất sợ cái cảm giác con sẽ bỏ má mà đi nhưng giờ đây má hiểu lòng dạng của con rồi má không ngăn cản nữa con cứ đi 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 luôn đi và đừng quay về đây nữa một khi con đi rồi Má cũng sẽ đi tìm cha của con Trên đời này không ai thương và hiểu cho má hết Lòng cậu hai đau như cắt khi bà Thu Luôn miệng hăm dọa đến cô và gia đình của cô Còn đem sự sống ra để uy hiếp cậu hai nữa Dù gì bà ta cũng là người sinh ra cậu hai triệu Làm sao cậu hai không đau Khi nghe chính mẹ ruột của mình nói ra những lời nói đó Cậu hai nhìn về hướng phòng ngủ Người con gái đang ở bên trong phòng Cả đời này, cậu hai có lỗi với Ngọc Anh, đã không cho Ngọc Anh có danh phận, bắt Ngọc Anh sống kiếp tạm bợ, giờ đây lại phải chịu thiệt thòi, nhưng cho dù Tú Nga có được về căn nhà này, có dùng trăm phương nghìn kế đến cỡ nào thì trong tim cậu hai cũng có duy nhất một người con gái mang tên Ngọc Anh mà thôi. Bà thu thấy cậu hai im lặng, nhìn qua ánh mắt của cậu hai, bà ta liền nghĩ cậu hai bắt đầu siêu lòng hai hàng nước mắt bà ta tuôn rơi ngước nhìn lên bàn thờ nhìn vào di ảnh của ông hội đồng xương từ từ lau nước mắt bà ta nói con về phòng với cô ta đi người con chọn là cô ta là gia đình của cô ta chứ không phải má má đau lòng hết ngày hôm nay hoặc một tuần hay một tháng thì mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoai thôi má muốn yên tĩnh ngồi ở đây với cha của con con về phòng với hạnh phúc mà con chọn đi má không muốn nhìn thấy mặt của con nữa ngay lập tức cậu hai đứng dậy rồi nói con sẽ lấy cô ta nhưng má phải công bằng với cả hai con không muốn ngọc anh phải liên tục chịu hết thiệt thòi này rồi đến thiệt thòi khác còn nữa vì thương má nên con mới chấp nhận chuyện này cô ta đã muốn bước chân vào gia đình ta đến vậy thì nếu có khổ cũng là do cô ta đã chọn muộn rồi má đi nghỉ sớm đi xin phép má con về phòng ngọc anh trước ờ văn triệu con nói thật sao không trả lời câu hỏi của bà thu cậu hai vội bước nhanh về hướng phòng để đi vào phòng gặp cô cậu hai nhớ như in cái lời mà bà thu đã nói khi nãy rằng tú nga quỳ dưới chân của ngọc anh cậu hai rất muốn biết mọi chuyện là như thế nào cô có đang hiểu lầm cậu hai không mở cánh cửa phòng ra cậu hai đã thấy cô ngồi ở trên bàn trang điểm gỗ cậu ấy vội tiến đến rồi cúi người xuống choàng tay lên ôm lấy thân thể của cô từ phía sau nhìn cậu hai ở trong tấm gương trước mặt cô nở một nụ cười thật tươi rồi nói cậu hai cậu làm sao vậy ngọc anh em đã gặp cô ta rồi sao cô gỡ cánh tay của cậu hai ra rồi xoay người lại đối diện với cậu ấy cô gật đầu nói cậu muốn nói đến chị tú nga có phải không chị ấy là một người rất tốt bụng em xin lỗi cậu nhé cũng vì sự xuất hiện của em đã khiến cho chị ấy và cậu phải chia quản chuyện hôn lễ chị tú nga là một người con gái hiền lành tốt bụng cậu hai không được phụ lòng chị ấy nhé nắm lấy bàn tay mềm mại của cô cậu hai xoa nhẹ nhàng rồi đưa tay cô lên cúi xuống đặt bàn tay của cô một nụ hôn rồi nhìn cô cậu ấy nói cho dù cô ta có tốt đến cỡ nào thì trong lòng của tôi chỉ có mỗi một bóng hình đó là em không ai có thể thay thế được vị trí của em Em hiểu điều đó chứ Em rất cảm động khi được cậu yêu thương Nhưng nếu cậu hai thương em Thì em xin cậu hãy chấp nhận chị Tú Nga được làm vợ của cậu Chỉ có như thế em mới yên lòng được Mặc dù cô không nói rõ ràng ra Nhưng cậu hai đủ hiểu được lý do vì sao cô nói như thế Cậu hai hiểu rõ tính nết của cô là người như thế nào Cho dù bị ức hiếp hay ham dọa có cạnh họng cô cũng không bao giờ kể cho cậu hai nghe nửa lời. Cậu hai nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Yêu cô và thương cô đều là do cái đức tính chịu nhẫn nhị đó của cô. Vỗ nhẹ vào bàn tay cô, cậu hai nói. Yên tâm nhé, tôi biết em đang sợ điều gì. Đừng lo lắng tôi sẽ không để ai làm hại đến gia đình của em đâu. Tôi chấp nhận lấy cô ta không có nghĩa tôi yêu cô ta. Có rất nhiều lý do khác. Tôi tin em sẽ hiểu Nhất định trong trái tim này Chỉ có mỗi một mình em thôi Đừng suy nghĩ lung tung biết chưa hả Em đang mang thai Cần nghỉ ngơi nhiều Tâm trạng cũng phải thoải mái nữa Còn muốn ăn uống gì hay đi đâu Thì cứ nói cho tôi biết nhé Tôi sẽ dành thời gian ở bên em nhiều hơn Hai mắt cô dừng dừng muốn ứa nước Lời nói của cậu hai Làm cho cô xúc động vô cùng trái tim cô dần ấm lên khi nghe được những lời ấm áp từ miệng của cậu hai triệu ngay lập tức cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt cho cô khẽ cười cậu ấy lắc đầu nói không được khóc tôi ở đây với em mà đừng khóc nhé cậu hai em cảm ơn cậu nhiều lắm dù có chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua cảm ơn tình cảm mà cậu dành cho em 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 hạnh phúc lắm cậu ạ à. đừng cảm ơn tôi nữa Tôi không xứng đáng nhận lời cảm ơn của em đâu. Cố lên nhé, tôi thật có lỗi khi một lần nữa để em chịu thiệt thòi rồi, nhưng từ từ, tôi sẽ cho em một danh phận đàng hoàng, em chờ ngày đó nhé. Cô không cần cái gọi là danh phận, vì cô biết cái ngày đó sẽ rất xa vời với cô. Hạnh phúc của cô bây giờ là được ở bên cậu hai, được cậu hai yêu thương an ủi những lúc cô buồn tủi nhất, chỉ cần như thế thôi, cô nghĩ đã đủ lắm rồi. Còn bà Thu, cô tin chắc sẽ có một ngày bà ta hiểu được thành ý của cô. Cô không như những gì mà bà ta đã nghĩ. Cô đến bên cậu hai không hề có mục đích hay toan tính gì cả. Tất cả đều là thật lòng. Cô chưa từng biết gian dối là gì. Tối đêm đó được nằm trong vòng tay ấm áp của cậu hai. Nhìn khuôn mặt cậu ấy ngủ say. Trong đầu cô lại mộng tưởng đến cái ngày có thể gọi cậu ấy một tiếng mình ơi nghe hai chữ đó nó thiêng liêng vô cùng bỗng cô ước giá như thân phận của cô giàu có một chút thì chắc mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này có khi cô có ước cậu hai chỉ là một người bình thường thì hay biết mấy danh xưng cậu hai nhà hội đồng dương nghe đơn giản nhưng ai ai cũng phải cúi đầu trước cậu ấy cô cảm thấy cô và cậu hai triệu có cái khoảng cách rất lớn nhưng cô luôn tự chấn an bản thân Dông bão nào rồi cũng sẽ có kết thúc, chứ không thể nào kéo dài lâu được. Chỉ mong đưa bé trong bụng sau khi sinh ra đời sẽ được bà Thu thương yêu, lúc đó cô cũng sẽ dễ sống với bà ta hơn bây giờ. Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong thì cô tiễn cậu Hai ra cổng, để thằng tí đưa cậu ấy đến xưởng gạp làm việc như mọi ngày. Khi xe lăn bánh đi ra đường lớn rồi, cô vội vàng đóng cổng lại và tự biết bây giờ cô cần phải làm gì. Những công việc của ngày hôm qua đang chờ cô mần ở dưới nhà bếp. Ngày hôm nay cô đã dần quen rồi nên không để bà Thu nhắc nhở được. Bước vào bên trong nhà, cô cúi đầu nói: "Dạ, con xin phép bà, con xuống nhà sau mần việc phụ mọi người ạ." "Hôm nay đã biết chủ động rồi sao? Tốt đấy. Cứ thế phát huy, nhưng khoan đã, ngồi xuống ghế đi. Tôi cần nói chuyện với cô một chút." Cô không biết ngày hôm nay bà ta sẽ nói đến chuyện gì nữa hay là la mắng khinh bỉ sỉ nhục cô như ngày hôm qua. Nhưng làm sao có thể làm trái ý của bà ta. Đành bước vội đến ghế dài trước khi ngồi xuống. Cô đã rót cho bà ta một tách trà rồi mời bà ta uống. Lúc đầu cô cứ nghĩ bà ta sẽ không uống trà mà cô đã rót. Nhưng không ngờ được bà ta đã đưa tách trà lên miệng rồi uống một ngụm. Nhìn thái độ của bà Thu lúc này cô nghĩ có lẽ bà ta đang rất vui và háo hức đến cái ngày đám cưới của cậu hai triệu và tú nga nói thật thì cô rất buồn vì sắp sửa mấy ngày tới cô biết cô phải chứng kiến một cảnh tượng rất đau lòng sau khi cô đã ngồi xuống ghế đối diện bà ta rồi thì bà ta mới nói chắc có lẽ văn triệu đã nói chuyện với cô rồi phải không cô có kể thêm chuyện gì cho nó nghe không vậy dạ thưa bà con không có kể gì hết con chỉ nói với cậu hai rằng chị tú nga là một cô gái rất tốt con bảo cậu ấy chấp nhận chuyện cưới hỏi chỉ có như thế thôi ạ à. ừ nhìn thái độ của nó thì tôi tin những lời cô nói là sự thật cô cứ ngoan ngoãn như thế đi biết điều với tôi thì cô sẽ sống trong cái nhà này còn cãi lại lời tôi thì cô hiểu hậu quả nhé dạ con không dám cãi lại lời bà hội đồng đâu ạ à bà ta thở dài rồi lấy cây quạt giấy phất phất vào người vài cái sau đó hỏi cũng mừng là nó đã chịu lấy tú nga nhưng sau này cũng phải nhờ cô rồi cô làm sao khuyên nó nên thường xuyên ở cùng phòng với tú nga tốt nhất là ở luôn càng tốt vì tôi cũng muốn có thêm cháu cái nữa là cô đang mang thai nên hạn chế gần gũi văn triệu lại đi dạ con xin ghi nhớ lời bà hội đồng đã dạy ừ mà này Ngày tổ chức đám cưới cũng không còn lâu đâu Cô coi mình được cái gì thì mình. Với lại cái ngày đó là ngày vui của con trai Và con dâu yêu quý của tôi Dòng họ bà con chòm xóm đến rất nhiều Nên cô hạn chế xuất hiện nhé Tốt nhất là phụ mần việc xong Thì nên ở yên trong phòng Đừng đi lung tung ra ngoài này Tôi không muốn khó xử Và càng không muốn bị bẽ mặt đâu đấy Nuôi người, người có chửi như cô trong nhà Sẽ bị mang tiếng lắm Cô hiểu lời tôi vừa nói không vậy Tự nhiên nghe những lời bà ta nói xong thì sống mũi cô cay xẻ cô chưa dám nghĩ đến những cái ngày đó nhưng bà ta thì lại khác đúng là phẩm chất của những con người giàu ích kỷ luôn nghĩ sâu xa hơn những người bình thường nén nỗi tủi nhục vào trong lòng cô gật đầu nói Dạ xin bà hội đồng yên tâm ngày đó cô sẽ tranh thủ mình việc thật cẩn thận và thật nhanh sau khi xong việc Con sẽ ở trong phòng không dám bước ra ngoài nửa bước đâu ạ. Ừ, Mong cô nhớ giữ lấy lời Giờ thì ra cổng Mở cổng sẵn cho tôi đi Tôi đi mua trang sức cho con dâu tương lai của tôi Mà này tôi đi rồi Cô cũng liệu xuống nhà bếp mần việc đi nhé Nhắc cho cô biết Tay mắt trong nhà này rất nhiều Nên đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn không mần việc Dạ bà hội đồng yên tâm Con không dám làm điều đó đâu ạ à. Bà ta nghe cô nói xong Thì liền đứng dậy Đi vào phòng chuẩn bị tiền và thay quần áo Hôm nay là một ngày vô cùng sung sướng của bà ta. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã suôn sẻ theo ý và kế hoạch. Nhất định bà ta sẽ sắm sửa cho Tú Nga thật nhiều vàng bạc và đồ trang sức mắc tiền nhất. 15 phút trở qua, khi gia đình đã chở bà ta đi rồi, thì một lần nữa cô có nhiệm vụ đóng cổng nhà lại. Nhanh chân bước xuống nhà sau mẩn việc, để có người mách lại thì cô sẽ gặp phiền phức bước xuống đến nhà bếp cô nhìn dì lan và con diệp sau đó cười với họ dì lan thấy cô nên liền cúi đầu nhẹ rồi nói mợ xuống rồi sao hôm nay mợ nhặt rau nhé dạ cứ để con làm cho à cô tiến đến bàn gỗ ngồi xuống rồi soạn mấy bó rau ra tay vừa cầm cọng rau đầu tiên thì con liên nó đã bước đến rồi nói chuyện với giọng điệu vô cùng khinh thường cô nó nói ê Vậy cuối cùng cô là cái gì trong nhà này vậy? Như thế mà không biết nhục sao? Cha má của cô dạy cho cô đức tính mặt dày thế hả? Cô cảm thấy rất tức giận khi bị con Liên nhắc đến cha và má của cô. Vừa định cất lời lên thì ngay lúc đó con Diệp đã bước đến rồi nói thay cô. Mợ ơi, mợ không cần trả lời con Liên đâu mợ. Giờ mợ theo em đi. Rồi đợi chiều cậu hai về, em nhờ cậu hai xuống đây trả lời hộ mợ. Câu mà con Liên vừa hỏi. Này Diệp, Ai làm gì mày? Sao thích xen vào chuyện người khác hoài thế hả? Vậy mày đã quên nữa rồi sao Liên? Cậu hai đã đích thân đi xuống tận bếp để nhờ tao chăm sóc cho mợ Ngọc Anh. Giờ còn nói ai mà hỗn láo không xem mợ ấy ra gì. Thì cứ nói lại cho cậu hai triệu biết. Tao chỉ làm đúng nhiệm vụ được sao thôi mà. Mày đâu cần căng với tao như thế. Mày... Con Liên vừa tức nhưng cũng vừa sợ con Diệp sẽ làm như thế thật. Nó vội xoay người hậm hực bước đi cô đợi nó đi ra khỏi nhà bếp rồi thì mới kéo tay của con diệp rồi nói diệp bỏ qua đi không có sao đâu diệp đừng nói lại cho cậu hai triệu biết nhé mợ cứ nhịn nhục im lặng như thế thì không có được đâu càng ngày nó sẽ càng quá đáng với mợ đấy lần này nữa thôi tôi không nhịn nó nữa đâu với lại cậu hai đi làm về đã rất mệt tôi không muốn chuyện ở nhà làm cậu ấy phải mệt mỏi thêm dạ mợ đúng là người tốt bụng thôi được rồi em nghe theo lời của mợ. em không nói chuyện này lại cho cậu hai biết đâu ạ. À. Tôi cảm ơn Diệp nhé, bây giờ còn làm những việc gì Diệp nói đi, tôi mần hết cho nè. Con Diệp liền gật đầu rồi đi với cô ra sau vườn hái rau, cô vẫn tươi cười nói chuyện với con Diệp rất bình thường, nhưng thật sự trong tâm cô đang rất buồn, làm sao cô có thể chịu đựng được, được những lời khinh khi nặng nề như thế. Dù biết cô không có danh phận, nhưng con liền thật quá đáng với cô. Nhưng ôm cục tức trong lòng cũng chẳng làm được gì hết. Lần này cô bấm bụng bỏ qua và tự nói với chính bản thân, từ giờ về sau cô không bao giờ nhẫn nhịn để con Liên được nước lấn tới nữa. Rồi thì thời gian cũng trôi đi nhanh, cái ngày đó cũng đã đến. Ngày mà mới sáng thức dậy, ai ai cũng bận bịu lo hết việc này rồi đến việc kia. Cô dậy từ rất sớm để phụ nấu nướng dưới nhà bếp, với một phần cô đang muốn tránh né cậu hai triệu cô không biết phải nói như thế nào nhưng trong lòng cô đau lắm cô sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu hai cất lên thì nước mắt cô sẽ rơi giờ lành cũng đến bà thu và cậu hai cùng dòng họ bắt đầu bước ra xe để đi rước dâu về nhà hơn nửa tiếng trôi qua con diệp chạy vội vàng vào bếp rồi nói với cô hãy đi lên phòng đi bà thu đã đưa dâu về đến trước cổng nhà rồi cô nghe thấy thế thì lật đật đi rửa tay sạch sẽ sau đó bước vội lên trên phòng khóa chốt cửa lại cô ngồi gục xuống dưới sàn nhà không hiểu sao ngày hôm nay cô lại chốt cửa phòng chắc là do cô không muốn gặp cậu hai với lại cô cũng muốn đêm nay cậu hai hãy ở bên phòng của tú nga dù sao thì cũng là đêm tân hôn nên cậu hai không thể ở bên cạnh cùng cô được tuy ở trong phòng nhưng không hiểu sao ngày hôm nay lỗ tai của cô thật thính cô nghe được hết những tiếng chúc mừng của bà con tròm xóm. Ai cũng khen cậu hai lấy được vợ xinh đẹp giỏi giang. Còn chúc cậu hai và Tú Nga nhanh chóng có cháu Đích Tôn nữa. Những lời chúc mừng đó y hệt như hàng ngàn con dao bén nhọn đang đâm thẳng vào trái tim của cô. Hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cố gắng bịt chặt tay lại để không nghe những lời chúc phúc ở bên ngoài nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi chuyện nhưng khi đối mặt rồi cô mới biết nó đau đến mức chết lặng không nói được nên lời tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cô giật mình vội đưa tay lau nước mắt thật sạch hôm nay là ngày vui của cậu hai nếu bà thu mà biết cô trốn trong phòng rồi khóc như thế này thì bà ta sẽ trách mắng cô cho mà xem nên cô không thể để cho ai nhìn thấy cô khóc cô đứng dậy rồi hỏi vọng ra ngoài cửa xem là ai đang gõ cửa phòng là ai vậy mợ ngọc anh em diệp đây ạ à? không có ai ngoài này hết mợ mở cửa cho em đi mở cố gắng làm xem vẻ mặt thật bình thường cô mở cửa rồi gượng cười thật tươi với con diệp lúc này đây mới thấy trên tay của nó đang bê một khay cơm và thức ăn có cả ấm nước nữa cô nhanh tay mở lớn cửa ra cho nó đi vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại con diệp bê cái khay tiến đến bàn gỗ rồi nó xoay người lại nhìn cô nó nói Mợ ơi, bà hội đồng bảo em mang thức ăn vào cho mợ. Tại sợ đãi tiệc đến tận chiều tối mới xong ấy. Mợ đừng đi ra bên ngoài nhé. Tuy em không ở trong hoàn cảnh của mợ, nhưng em biết mợ đang rất đau lòng. Nhìn thôi em cũng đã biết mợ khóc đến sưng mắt rồi kìa. Có em ở đây, có gì mợ cứ tâm sự với em nhé. Em và dì Lan rất yêu mến và thương mợ ạ. À. Khóe mắt của cô đỏ hoe vì quá xúc động khi nghe được những lời con Diệp vừa nói cô nghĩ bản thân vẫn còn rất may mắn khi bên cạnh luôn có Dì Lan và con Diệp, có hai người họ luôn san sẻ công việc và nói chuyện nên cô cũng đỡ tuổi thân được phần nào. cô cười nhạt rồi nói: tôi cảm ơn Dì Lan và Diệp rất nhiều. thôi, Diệp ra ngoài lo phụ đám tiếp đi. Bà hội đồng mà biết Diệp ở đây với tôi như thế này, thì tôi sợ Diệp sẽ bị bà la đấy. dạ em biết rồi ạ, à, nhưng mà ở ăn uống nhiều vào nhé đừng có khóc nữa Bà mà biết thì mợ cũng sẽ bị la đó Em ra ngoài mình tiếp việc đây Mợ hứa với em không được khóc nữa nha mợ Tôi hứa mà Cảm ơn Diệp nhiều nhé Yên tâm đi tôi sẽ không sao đâu Đừng có lo cho tôi Con Diệp thở dài gật đầu Sau đó nó cũng vội bước đi nhanh ra bên ngoài Để mẩn tiếp con Liên Cánh cửa lại một lần nữa được cô khóa chặt Không gian lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy cả căn phòng nước mắt thì vẫn rơi ra nhưng cô vẫn đưa tay lên rồi lau sạch nước mắt tự dặn lòng không được khóc thân phận nghèo hèn cô không được phép trèo cao từng hành động của cô bây giờ không được làm trái ý của bà thu nếu cô làm trái ý thì gia đình cô sẽ bị liên lụy cô không muốn điều đó xảy ra mọi lỗi lầm đều là do cô gây ra hết cha vây má còn đem cả lan họ không có lỗi trong chuyện này họ đã quá khổ vì cô rồi. Cô không muốn họ sống trong sự nghèo khổ bị khinh khi soi mói như cô. Cả cuộc đời cô, nếu có đánh đổi để cho họ được sống một cuộc sống bình yên và đầy đủ hơn, thì cô nguyện làm hết tất cả những gì mà bà Thu nói. Cho dù lấy cái mạng bé nhỏ này, cô cũng cam tâm tỉnh nguyện hy sinh. Vài tiếng trôi qua, tiếng náo nhiệt bên ngoài dần dần không còn nữa. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn uống bất cứ thứ gì, cô không thể nào nuốt nổi thức ăn nhưng cô lật đật đứng dậy mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi cô không thể nào thay đổi được số phận của cô đứa bé trong bụng không có tội tình gì hết nó cũng là con của cô kia mà đâu vì chuyện buồn phiền rồi cô lại nhịn ăn như thế bước đến ngồi xuống ghế cô từ từ gắp thức ăn rồi lại ăn thật nhanh nhưng ngay lúc này bỗng cô nghe được tiếng bước chân của cậu hai kèm theo tiếng đập cửa phòng liên tục ngọc anh mau mở cửa cho tôi đi ngọc anh em đâu rồi tôi không muốn ngủ ở phòng khác đâu ngọc anh em có nghe tôi nói gì không vậy em đã ngủ rồi sao cô ngồi ở bên trong phòng bỏ đôi guốc bằng gỗ qua một bên cô sợ mang nó sẽ phát ra tiếng động mặc dù bà thu không có nói hay ép làm như thế nhưng cô hiểu rất rõ cô nên làm gì vào thời điểm này vây lại cô không muốn có xích mích với tú nga dù gì cô ta cũng được hỏi cưới đàng hoàng cô ta có danh phận còn cô không là cái gì hết cả cho nên ngày hôm nay là ngày rất quan trọng của cậu hai triệu và tú nga nếu cậu hai ở bên cô thì cô sẽ nhận lấy hậu quả rất lớn từ bà thu cô rất muốn có được cuộc sống bình yên nên cho dù có đau lòng cô cũng phải cắn răng mà chịu đựng bên ngoài cửa lúc này tú nga và bà thu chạy vội đến rồi cô ta nói anh Triệu anh sai rồi Để em đỡ anh về phòng nhé Buông tôi ra hết vai rồi Đừng dĩa nữa Đây mới chính là phòng của tôi Cô đừng đụng vào người của tôi Nói rồi cậu hai lại đưa tay lên Rồi liên tục đập mạnh vào cửa phòng Ngọc Anh Em đang làm cái gì trong đó Em đang đùa với tôi đúng không Mong mở cửa cho tôi nhanh đi Ngọc Anh Bà Thu thấp thỏm vô cùng Vì bà ta quên căn dặn cô Không được phép mở cửa phòng cho cậu hai vào Cậu hai đang say như thế này Tối đêm nay ngủ cùng Tú Nga Thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó Thấy bên trong phòng không có tiếng động gì hết Bà ta có chút vui mừng Vội đi đến kéo tay của cậu hai Rồi nói Con à con say rồi Ngọc Anh đang mang thai Con la ẩm ý như thế làm sao con bé có thể nghỉ ngơi nữa được hả Với lại con say như thế này Không nên ở gần Ngọc Anh đâu Sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy Con không thương cháu đích tôn của má Sao Văn Triệu cậu hai hất tay bà thu ra rồi nhíu chặt mày hỏi sao lúc nãy má không nói như thế cho con biết hả văn triệu hôm nay là ngày vui của con mà má phải để con uống cùng bạn bè của con chứ thôi nào nghe lời má đêm nay là đêm tân hôn của con và tú nga con không nên để tú nga một mình còn ngọc anh từ sớm giờ nghe tiếng ồn ào đãi tiệc nên mệt chắc ngủ trước rồi chứ gì con qua ở bên phòng cùng tú nga đi theo má là phòng đối diện này tú nga Mau dìu chồng con về phòng đi, con dâu của má." Bà Thu liếc mắt sang hướng của Tú Nga, cô ta liền hiểu ý mà tiến nhanh đến dìu cậu hai, nhưng cậu hai đã vội đẩy cô ta ra một bên, sau đó tự bước đi đến căn phòng đối diện. Thấy cậu hai bước vào bên trong rồi, cô ta liền khẽ cười vui mừng, vì tối đêm nay cô ta và cậu hai đã chính thức là vợ chồng của nhau. Bà Thu liền nói, "Tú Nga Mau vào phòng cùng chồng con đi Lấy quần áo cho chồng con tắm nhé Sau đó nên làm những chuyện cần làm cho má Má chờ tin tốt từ con đó Con dâu ngoan Tú Nga làm ra vẻ mặt ngại ngùng Nhưng cũng vội gật đầu Rồi bảo bà Thu hãy về phòng nghỉ ngơi Sau đó cô ta mới từ từ Bước đi vào phòng cùng cậu hai Đợi cánh cửa phòng được khóa lại rồi Bà Thu mới ghé sát tay Vào cửa phòng của cô Không biết cô đang làm gì ở bên trong nhìn trước nhìn sau rồi bà ta nói nhỏ ngọc anh mở cửa cho tôi đi cô vẫn đứng ngay cửa từ nãy đến giờ và cô cũng đã biết hết mọi chuyện bên ngoài ngay được tiếng nói của bà thu cô liền đưa tay lên mở chốt cửa cho bà ta khi cánh cửa vừa hé ra bà ta ngay lập tức đẩy cửa bước vào để không ai phải thấy cô lùi về sau vài bước đợi bà ta đóng cửa lại khi bà ta say người nhìn cô cô vội cúi đầu rồi nói dạ thưa bà bà có chuyện gì muốn nói với con sao bà ta nhìn cô rồi nhìn xuống khai thức ăn đang dở dang sau đó bà ta nói cô cũng thông minh và biết điều đấy cứ như thế thì cô sẽ được sống bình yên còn nếu làm nghịch ý của tôi cô liệu hồn đó cô dần dần đã quen được với những điều hâm he đó nên bây giờ cô không còn sợ như những lần đầu nữa cô gật đầu rồi nói dạ con hiểu rõ thân phận của con con không dám làm trái ý của bà hội đồng đâu ạ, à. tốt đấy, thôi, ăn tiếp đi, nhớ đó, văn triệu nó có gọi cỡ nào cũng không được khó hé đó, biết chưa hả? Dạ, con biết rồi ạ. À. Ánh mắt bà ta lúc này mới nhìn xuống chân của cô, khi thấy cô không mang gì cả, bà ta biết cô thật sự muốn giúp bà ta để cho cậu hai được ngủ cùng phòng với tú nga, bà ta khá hài lòng nhưng không nói ra, vội cất bước đi ra khỏi phòng của cô khi bà ta đi rồi cô mới dám bước lại khóa cửa phòng bước chân nặng nề cô muốn gục ngã ra nền gạch lạnh lẽo nhưng cô không cho phép bản thân của cô được mềm yếu như thế mọi chuyện như một giấc mơ vậy cô dần dần sợ hãi cách cuộc sống này nhưng lại không được làm trái ý của bà ta số phận tương lai của đứa bé trong bụng thậm chí là gia đình của cô đều nằm trong tay bà thu bà ta mà tức giận hay không hài lòng về vấn đề gì đó chắc chắn người chịu những nỗi đau chất chồng sẽ là gia đình của cô. Bên căn phòng của Tú Nga lúc này, cậu hai đã đi thẳng lại giường nằm xuống, còn cô ta thì vội vàng bước lại tủ quần áo để lấy quần áo cho cậu hai đi tắm. Mọi thứ bà Thu đã cho người sắp xếp xong xuôi. Căn phòng bên này còn chu đáo hơn phòng của Ngọc Anh và cậu gấp mấy lần. Bà ta muốn cho Tú Nga những điều tốt đẹp nhất và cũng một phần muốn cậu hai thích ở bên phòng của Tú Nga hơn. Cầm bộ đồ ngủ trên tay, cô ta tiến đến ngồi xuống giường rồi đưa bộ đồ cho cậu hai, Tú Nga nói: "Anh Triệu, anh đi tắm cho tỉnh táo nhé. Cút ra chỗ khác, tôi không muốn thấy mặt của cô đâu." "Anh à, em và anh đã là vợ chồng với nhau rồi, giờ anh nói như thế, anh có biết em đau lòng lắm không anh?" Cậu hai không thèm quan tâm đến lời nói của cô ta. Trong lòng của cậu ấy lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu vì Ngọc Anh đã không mở cửa cho cậu ấy vào trong phòng. Cậu hai triệu biết chắc cô vẫn còn thức và đang ngồi ở bên trong phòng. Cậu hai cũng đoán được chắc có lẽ cô không dám mở cửa. Khoảng 5 phút sau, bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Tú Nga liền đứng dậy xem là ai. Khi mở cửa ra thì thấy con Liên. Trên tay của nó có cầm ly nước chanh nóng. Ngay lúc này nó nói Dạ, Bà hội đồng pha nước chanh cho cậu hai uống Bà kêu em mang lên đưa cho mợ Bà còn căn dặn nhất định mợ phải ép cậu hai uống hết ly nước chanh này Được rồi, đưa đây cho tôi Nhận lấy ly nước chanh từ tay của con Liên Cô ta vội đóng cửa lại Rồi xoay người bước đến giường Đặt ly nước chanh xuống bàn gỗ cô ta nói Má pha nước chanh nóng cho anh uống giải rượu đấy Em đi tắm trước đây vẫn ngó lờ lời cô ta vừa nói cậu hai làm cô ta tức đến phát điên lên nhưng cô ta biết từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó chứ đi theo phía sau lại nhả như thế thì cô ta sẽ không có chút giá trị nào đợi nghe tiếng nước trong phòng tắm trải thì cậu hai mới từ từ mở mắt ra liếc mắt nhìn ly nước chanh nóng mỗi lần cậu hai uống say thì bà thu luôn là người đích thân xuống dưới nhà bếp pha nước chanh nóng cho cậu hai nên cậu hai nghĩ đơn giản như mọi lần, với lại cậu hai biết hôm nay cậu hai đã uống khá nhiều và cũng rất sợ chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra với Tú Nga, lật đật ngồi dậy rồi với tay cầm lấy ly nước chanh nóng, không một động tác thừa, rất nhanh cậu đã uống cạn hết ly, bây giờ chỉ cần ngồi chờ cô ta tắm xong, cậu ấy đi tắm nữa là tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này không như cậu hai đã nghĩ, chưa được 5 phút cả người cậu ấy đã xạo rực nóng bức khó chịu. Cậu ấy cảm thấy cơ thể mỗi lúc một nóng dần. Cơn say vẫn còn, giờ lại thêm cảm giác này nữa, khiến cả người cậu hai bứt rứt. Đưa tay lên cởi bỏ cái áo sơ mi trắng đang bận ra ném qua một bên. Mồ hôi liên tục tiết ra khắp cả tấm lưng. Cậu hai liền biết bản thân đã bị trúng thuốc. Không ngờ bà Thu lại làm như thế với cậu hai. Bước nhanh như bay đến bên bàn. Chút cả ống nước trà vào cổ họng nhưng càng uống nước thì cổ họng càng khô và nóng hơn. Không còn cách nào khác, cậu hai ném cái ấm trà qua một bên rồi hét lớn. Tú Nga, cô xong chưa vậy? Mau ra ngoài này nhanh đi. Ở bên trong phòng tắm, cô ta từ nãy đến giờ vẫn chưa tắm xong. Nghe thấy tiếng đổ vật rơi xuống sàn làm cô ta giật mình. Chưa kịp hỏi cậu hai có chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng hét lớn của cậu ấy. Cô ta liền nói vọng ra bên ngoài sao vậy anh triệu có chuyện gì sao nói lắm thế đã bảo cô mau ra ngoài này cho tôi rồi mà cô ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám cãi lại lời nói của cậu hai vội vàng kéo cái khăn tắm quấn người lại rồi cô ta bước ra ngay lúc này chết người cô ta chỉ có mỗi cái khăn cậu hai không thể nào kiềm chế được cậu ấy chỉ muốn cô ta nhanh bước ra khỏi nhà tắm để cậu ấy vào xối ca nước lạnh nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi ánh mắt là cả cơ thể trắng nõn nà của cô ta bước nhanh đến để thật mạnh cô ta té nhào xuống giường cậu hai triệu y như một con sói đói mà vồ lấy cả cơ thể của Tú Nga cũng ngay lúc này Ngọc Anh nghĩ có lẽ cậu hai đã yên phận mà ở bên phòng của Tú Nga rồi nên cô mới nhanh tay dọn dẹp bát đĩa vào khay để đem xuống bếp rửa cho sạch sẽ chưa để bát đĩa có thức ăn thừa lại trên phòng Cô sợ trong phòng sẽ có mùi hôi của thức ăn Xón xén mở cửa ra Đập vào tay của cô Là tiếng rên rỉ được phát ra bên phòng Tú Nga Và cậu 2 triệu Bàn tay cô run rẩy Khai bát đĩa đang cầm trên tay Cũng muốn rơi xuống dưới sàn gạch Nhưng ngay lúc này con diệp vội chạy đến Nó giật lấy cái khay trên tay của cô Rồi nói Mỡ mau vào phòng đi mỡ Hai chân của cô mềm nhũn Không động đậy được nữa Vẫn có tiếng ho quen thuộc phát ra theo phản xạ cô liền nhìn về hướng phát ra tiếng quen thuộc đó giật bắn người cô cúi thấp đầu rồi bước vội vào trong phòng cũng may có con diệp chỉ nếu không có nó xuất hiện thì cô lại sắp sửa gây ra chuyện lớn rồi bước thật nhanh nhạy giường cô ngồi co ra một góc những tiếng rên rỉ đó cứ văng vẳng bên tai của cô cái cảm giác này nó khiến trái tim cô như có ai đang bóp chặt lại cô không thể nào thở được nữa hai hạt nước mắt tiếp tục rơi ra dù đã cố gắng cắn răng chịu đựng nhưng cảm giác này thật sự tồi tệ với cô. Bà Thu khi biết mọi chuyện đã thành rồi thì cười vui vẻ bước nhanh về phòng. Vậy là mọi chuyện đã xong. Sớm thôi, bà ta sẽ có thêm một đứa cháu. Bà ta rất mong Tú Nga sẽ là người sanh cho bà ta đưa cháu trai để nối dõi. Chứ còn hạng bần hèn như Ngọc Anh. Dù có sinh được con trai thì thân phận cũng chẳng cao sang gì. Bà ta không nói ra nhưng thật sự bà ta cũng mong đứa con cô đang mang là con gái để sau này bà ta còn có cái cớ đuổi cô đi ra khỏi căn nhà này một cách dễ dàng trong phòng của tú nga cô ta nói anh triệu em hạnh phúc lắm anh đã chấp nhận em rồi sao câu nói của cô ta làm cho cậu hai thức tỉnh hai mắt cậu ấy đỏ ngầu ngập tràn những tia lửa tức giận bấu chặt vào hai bà vai của cô ta Cậu hai ngồi dậy rồi tát cô ta hai cái vào má. Khốn nạn, đột vô liêm sỉ. Cô dám cấu kết với má gài bẫy tôi sao? Cô ta không hiểu gì hết cả. Đã nhận được hai cái tát từ cậu hai. Cứ nghĩ cuộc đời đã nở hoa với cô ta. Nhưng lại không ngờ giờ đây hai bên má đã sừng hút. Sao bị cậu hai dùng sức tát rất mạnh. Khóe mắt cô ta ngập đầy nước. Cô ta đưa tay lên ôm chặt hai bên má rồi bật khóc lớn sau đó nói anh triệu anh điên rồi sao em đã làm gì anh hả sao anh lại đối xử với em như vậy vội vàng đứng dậy cậu hai bước nhanh đến tủ quần áo lấy bộ đồ khác rồi bước đi thẳng vào phòng tắm xối không biết bao nhiêu ca nước lạnh vào người một hồi rất lâu thì cơ thể của cậu ấy mới dần dần thoải mái hơn nhưng nét mặt và ánh mắt vẫn không thay đổi cậu hai cảm thấy vô cùng ân hận khi đã bước chân vào căn phòng này Cậu ấy không biết phải làm như thế nào để đối mặt với cô. Không biết từ nãy giờ những điều cậu hai và Tú Nga đã làm có lọt vào tay của cô hay là không. Vào đầu bứt tóc, cậu ấy mong cô đã ngủ sai. Chứ nếu cô giả ngủ không mở cửa cho cậu hai triệu thì cậu hai cũng đã hiểu được lý do vì sao cô làm như vậy. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu hai không quan tâm đến tiếng khóc của Tú Nga mà đi nhanh ra khỏi phòng để cô ta ở lại một mình cô ta cũng không dám ngăn cản lại dù biết bản tính của cậu hai rất nóng này nhưng cô ta rất bất ngờ khi cậu hai lại vũ phu với cô ta như thế cậu hai triệu đi một mạch đến phòng của bà thu đưa tay đập cửa thật mạnh cậu hai quát lớn má mau mở cửa nói chuyện với con tại sao má lại làm như vậy hả mau mở cửa cho con nhanh đi tiếng guốc lọc cọc từ bước đến cửa Cánh cửa mở ra, khi bà Thu nhìn thấy cậu hai thì ngay lập tức hỏi: "Con đã tỉnh rồi sao Văn Triệu, sao rồi? Con cảm thấy thế nào hả? Sao má lại làm như vậy? Má có hỏi ý của con chưa? Má làm như thế? Con biết ăn nói thế nào với Ngọc Anh đây?" Bà Thu cười nhếch mép nói: "Này, cô ta là cái gì hả? Cô ta đã là vợ của con chưa? Con đừng lớn tiếng nữa, mau về phòng với vợ của con đi Văn Triệu, hôm nay má cũng đã mệt lắm rồi." con không định cho má nghỉ ngơi sao con cũng chẳng muốn làm phiền đến má đâu nhưng con không ngờ má lại làm như thế với con đấy con đủ lớn đủ trưởng thành để biết con nên làm gì phải con đã trưởng thành rồi vậy con đã làm chuyện đó với tú nga rồi đúng không con nên chịu trách nhiệm với con bé đi lần đầu của tú nga coi như trao cho con rồi đấy vậy má đi kiểm tra đi xem có phải là lần đầu không nói dứt câu cậu hai liền xoay người cất bước đi thẳng ra trước sân nhà không biết phải đi đâu hết cả. Cậu ấy nành lấy xe rồi lái một mạch ra xưởng gạo. Khi thấy cậu hai đã đi rồi thì bà Thu mới nhanh chân bước đến phòng của Tú Nga. Vừa mở cửa phòng đã thấy cô ta ôm mặt bật khóc lớn. Bà Thu kính quáng ngồi xuống giường cạnh cô ta rồi hỏi. Tú Nga sao thế con? Đừng khóc nữa, có má ở đây rồi. Khi nhìn thấy bà Thu, cô ta vội xà vào lòng của bà Thu rồi ướt ức vừa khóc vừa nói má ơi anh triệu anh triệu đánh con con đau quá má ơi cái gì tại sao hai triệu lại đánh con hả con đã làm gì nó sao cô ta ngước mặt lên nhìn bà thu cả hai bên má đều đã sưng đỏ lên hết mặt mày cô ta đầm đìa nước mắt lắc đầu rồi tú nga nói con con không biết gì hết anh triệu làm chuyện vợ chồng với con con cứ nghĩ nghĩ rằng anh đã chấp nhận con làm vợ nhưng lại không ngờ anh ấy liên tục tát vào mặt của con đau lắm má ơi bà thu chợt nghĩ chắc có lẽ do thuốc và cả cơn say nên cậu hai nhìn nhầm tú nga là ngọc anh bởi khi tỉnh lại thì mới phát hiện ra đang làm chuyện chăn gối với tú nga nên mới tức giận rồi vũ phu với cô ta như thế đưa tay lên lau nước mắt cho tú nga bà thu nói má lại để con chịu thiệt thòi rồi má xin lỗi con nhé thôi để má xuống bếp rồi tự tay luộc trứng gà mang lên lăn cho hai má con đỡ sưng nhé con đau lắm nhưng con chịu được muộn rồi con không muốn làm phiền đến má đâu má về phòng nghỉ ngơi đi ạ à. con bé này hai má đã sưng húp lên hết rồi không biết lo cho bản thân còn lo ngược lại cho má không sao hết thôi má lấy quần áo cho con đi thay nhé dạ con không dám cãi con xin lỗi má con lại làm phiền đến má rồi bà thu từ từ đứng dậy rồi đi lại tủ quần áo soạn cho cô ta một bộ đồ và cái khăn lớn. Cô ta nhận lấy quần áo và khăn từ tay của bà Thu, rồi quấn cả cơ thể lại, sau đó đi vào phòng tắm. Lúc này đây, bà Thu mới kéo tấm chăn ra để xem dưới tấm ga trải giường có dấu vết gì không. Quả thật y như lời của cậu hai đã nói, trên tấm ga trải giường không hề có vết đỏ có máu. Vậy là Tú Nga đã không còn trong trắng như bà Thu đã nghĩ. Bà ta hậm hực đứng dậy rồi đi xuống nhà dưới. Bà con Diệp luộc cho Tú Nga hai cái trứng gà. Bà ta không quan tâm đến Tú Nga nữa, mà một mạch đi thẳng về phòng ngủ. Suốt cả đêm đó, bà Thu cứ thấy ấm ức trong lòng. Không ngờ bà ta đã đặt niềm tin sai người. Cứ nghĩ Tú Nga là con gái nết na thủy mị, vẫn còn giữ được sự trong trắng của đời con gái. Nhưng lại không ngờ cô ta đã không còn cái thứ đó nữa. Nhưng cũng đã hỏi cưới cô ta về cái nhà này rồi, giờ đây nếu như không chấp nhận chuyện này thì cũng không được. Đến tận sáng hôm sau, bà Thu dậy rất sớm rồi bảo Gia Đình đi ra xưởng gạo rước cậu Hai triệu về nhà. Bà ta đang rất muốn nói chuyện với cậu Hai, bà ta có căn dặn thằng Gia Đình, nếu cậu Hai không về thì cứ nói với cậu ấy, bà ta đang muốn nói về chuyện của Ngọc Anh. Cậu Hai khi nghe thằng Gia Đình nói lại những lời mà bà Thu căn dặn thì ngay lập tức lái xe về nhà để xem bà Thu muốn nói chuyện gì với cô. Vừa đến nhà cậu hai đã đi thẳng vào bàn gỗ ngồi xuống rồi hỏi. Lại có chuyện gì nữa sao má? Đến khi nào má mới chịu để Ngọc Anh được sống bình yên đây? Con bình tĩnh đi, má muốn hỏi con một chuyện. Có thật sự con đã lấy đi lần đầu tiên của Ngọc Anh không? Nếu thật là vậy, má sẽ chấp nhận cô ta là con dâu của má. Không cần chờ đợi sanh cháu gì nữa hết. Mấy ngày hôm nay, má thấy cô ta cũng được, cũng biết nghe lời. Với lại là người con thương Nên má không muốn làm khó làm dễ cô ta nữa Con thấy như thế nào hả? Cậu hai triệu vô cùng bất ngờ Khi nghe những lời mà bà Thu vừa nói Cậu hai liền cười tươi rồi hỏi lại Má nói thật không má? Chẳng lẽ con không tin lời má nói sao? Nhưng con cũng đã cưới Tú Nga rồi Giờ cả hai coi như đều là con dâu nhà này Con phải biết đồng đều cả hai Chứ không phải chỉ biết mỗi mình Ngọc Anh Cứ yên tâm Giờ má sẽ công bằng với cả hai, dâu nào hiền dâu nào thảo thì má thương, chứ không bênh chằm chạp một mình Tú Nga nữa. Được, con sẽ nghe theo lời của má, cảm ơn má. Con biết Ngọc Anh sẽ không bao giờ làm cho má thất vọng đâu. Con vào phòng với Ngọc Anh đây. Ừ, con vào phòng nghỉ ngơi thêm chút, để má xem xét mọi chuyện thế nào rồi báo cho con hay. Ngày bái lại gia tiên của hai đứa mới làm đám rình rang đây nên không thể làm tiếp được. Có gì đợi Ngọc Anh sinh được cháu Đích Tôn là cháu trai rồi má tính tiếp. Cậu hai rất vui khi bà Thu đã thay đổi cách nhìn về cô. Cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ đây khi bà ta đã chấp nhận cho cô danh phận thì cậu hai vui mừng biết bao. Vậy là không cần phải chờ đợi nữa rồi. Giờ đây không còn ai được phép khi dễ hay khinh thưởng cô hết. Cậu hai bước nhanh vào phòng rồi đưa tay lên gõ cửa phòng. Cậu ấy nói Ngọc Anh, em mở cửa đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho em nghe đây. Chắc chắn em sẽ rất vui khi nghe được tin này đấy. Ngay lúc này cô nghĩ chắc có lẽ giờ này có thể mở cửa cho cậu hai được rồi. Dù gì chuyện gạo nấu thành cơm cũng đã xong xuôi, nên đâu còn gì để cô phải khóa trái cửa. Nhưng cái cô đang lo sợ là không biết phải đối mặt với cậu hai thế nào. Nhìn khuôn mặt của cô trước gương, cô gượng cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết rồi từ từ bước ra cửa, mở cửa phòng cho cậu hai bước đi vào bên trong. Khi cánh cửa mở ra, cậu ấy vừa nhìn thấy cô thì đã nhào đến ôm cô rất chặt, sau đó nói: "Tại sao đêm qua lại không mở cửa cho tôi vậy? Em có biết chuyện gì đã xảy ra không hả Ngọc Anh? Tôi xin lỗi em nhé." Cô ấp úng nói: "Ờ, hôm qua, hôm qua em mệt quá nên đã ngủ quên, lúc nào cũng chẳng hay. Em xin lỗi cậu nhé." nhưng hôm qua là đêm tân hôn của cậu và chị tú nga mà cậu ở bên đó là đúng chứ đâu có sai đâu đừng xin lỗi em như thế ạ à? nói thật cho tôi biết đi em đang nói dối tôi phải không chuyện đêm qua em biết hết nhưng lại cố gắng chịu đựng một mình có đúng như vậy không tôi biết bản tính của em em không phải người như vậy và tôi biết lý do vì sao em lại làm như thế tôi không dám trách em đâu vì tất cả lỗi là do tôi hết đêm qua tôi bị trúng thuốc bậy bạ nên đã làm chuyện đó với cô ta. Nhưng trong đầu của tôi cứ liên tưởng đó chính là em. Đến khi giật mình ngộ ra được không phải em thì tôi mới dần dần chấn tĩnh lại được bản thân. Tôi xin lỗi em, tôi lại làm em đau lòng và khóc vì tôi rồi. Những lời nói của cậu hai làm cho cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cô biết cậu hai cũng vì thương bà Thu và còn vì lo cho cô nên mới chấp nhận cưới Tú Nga làm vợ cô không trách cậu hai không phải vì cô không đủ tư cách mà là vì cậu hai bị ép buộc vào tình thế không thể nào tháo gỡ được đưa tay lên ôm tấm lưng rắn chắc ấy sống mũi cô đã cay xè ngay lúc này cậu hai nói tiếp ngọc anh từ giờ mọi chuyện sẽ khác em đã chính thức là vợ của tôi rồi em không cần sợ bất cứ một ai nữa nhé ngọc anh của tôi tôi không để em khóc nữa đâu từ từ cậu hai buông cơ thể của cô ra Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu hai rồi hỏi. Cậu hai, cậu đang nói gì vậy? Em biết cậu đang cảm thấy có lỗi với em về chuyện tối đêm qua. Nhưng em không có suy nghĩ gì hết. Mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Cậu hai đừng làm như vậy. Em sợ bà hội đồng sẽ không thích đâu. Ngốc, em có biết chuyện gì đang xảy ra không? Mà đã chấp nhận em là con dâu rồi đấy. Hai mắt cô chố to. Khi nghe được câu nói vừa rồi từ miệng của cậu hai, làm sao có chuyện đó xảy ra được khi bà Thu rất ghét cô. Bà ta luôn khinh thường và không muốn thấy mặt của cô trong căn nhà này. Lời nói của cậu ấy cứ làm cô sợ hơn. Ngay lúc này cậu hai tròm xuống, hôn lên trán của cô rồi cười nói. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu, nhưng hãy tin tôi đi, má đã chấp nhận em rồi. Sao bà hội đồng lại chấp nhận em về cậu hai? Bà đã từng nói khi nào em sinh đứa bé trong bụng xa, rồi mới tính tiếp mà cậu. Cô vẫn đang rất bất ngờ, nhưng ngay lúc này có tiếng gõ cửa phòng, cô không dám suy nghĩ lung tung nữa, cô sợ đã trễ giờ xuống dưới nhà bếp phụ con Diệp và dì Lan nấu bữa sáng, đành bảo cậu hai hãy đi tắm thay quần áo, còn cô sẽ ra mở cửa xem là ai đang ở bên ngoài. Khi mở cửa ra thì cô đã thấy con Diệp, nó vừa thấy cô thì đã vội nói bà Thu hôm nay muốn ăn món hủ tiếu do đích thân cô nấu. Cô nghe thấy thế thì liền gật đầu rồi vội vàng đi cùng con diệp xuống dưới nhà bếp để nấu bữa sáng theo ý của bà thu. Sau một hồi loay hoay thì nồi nước súp cũng đã xong. giờ này cũng đã đến giờ dùng bữa sáng. cô nhanh tay múc ra bốn bát rồi cùng con diệp vê lên trên nhà trước. đặt từng bát hủ tiếu thơm lừng lên bàn rồi cô cúi đầu nói: dạ con mời bà hội đồng dùng bữa sáng ạ. À? bà thu nhìn cô nhưng ánh mắt của bà ta rất lạ không còn hằn học hay tỏ ra khó chịu như mọi khi nữa mà ngày hôm nay ngay lúc này khi nhìn bát hủ tiếu trước mặt bà ta đã gật gù nhìn cô mỉm cười sau đó nói con vào bảo hai triệu ra dùng bữa sáng đi khéo nguội mắt còn diệp này mày vào bảo mợ hai lớn dậy nhanh gian sáng không ai có thời gian chờ đợi đâu cô và con diệp nhìn nhau trong sự hoang mang nhưng con diệp cười rất tươi khi thấy bà thu thay đổi cách xưng hô giờ còn cười với cô nữa điều này còn hơn đăng trúng số độc đắc ngày hôm nay mọi thứ như thay đổi cô có chút lo sợ không biết chuyện gì sẽ đến với cô nhưng cũng cảm thấy rất vui mừng khi bà ta đã thay đổi được phần nào không dám làm phật ý bà ta cô nghe theo lời mà gật đầu rồi xoay người bước đi vào bên trong dãy phòng cùng con diệp con diệp thì gõ cửa gọi tú nga dậy còn cô thì mở cửa phòng đi thẳng vào bên trong Để mời cậu hai lên nhà trên cùng dùng bữa sáng Cô và cậu hai đều đã ngồi vào bàn ăn rồi Thì hơn 10 phút sau Tú Nga mới có mặt Dù khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ do tối đêm qua bị cậu hai tát Nhưng cô ta không bộc lộ sự đau đớn ra bên ngoài Mà lại cười rất tươi vì Tú Nga thấy Ngọc Anh đang ngồi cạnh cậu hai triệu và cô ta không muốn làm kẻ thua cuộc bước đến gần bàn ăn, cô ta cười tươi như hoa, cúi đầu chào bà Thu. Chưa kịp cất lời nói thì bà Thu đã lên tiếng nói trước. Hôm nay ngày đầu nên cả nhà chờ con, bây giờ cũng là dâu nhà này rồi. Lúc trước con có nói với má cho dù thế nào con cũng chịu hết, miễn là được làm dâu của má, làm vợ của hai triệu. Giờ con nên thực hiện theo đúng bổn phận làm dâu của mình đi." Nụ cười tươi trên môi bỗng dập tắt Thái độ bà Thu dành cho cô ta ngày hôm nay rất lạ. Chưa bao giờ bà ta ăn nói như thế với Tú Nga. Lúc nào cũng ngọt ngào hết. Vậy mà ngày hôm nay đã thay đổi đến chóng mặt. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy cái gai trong mắt đang ngồi trước mặt mà còn được ngồi cạnh cậu hai nữa. Nên đã khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu. Tú Nga không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù không thể nào cười tươi nổi nữa nhưng cũng cố gắng gượng cười rồi gật đầu nói. Dạ Tối đêm qua cả người con đau ê ẩm, con mệt quá nên ngủ quên đến giờ mới dậy. Con cảm ơn má đã cho Diệp vào gọi con thức dậy, con hứa với má sau này con không dám dậy muộn nữa ạ. À? Vậy thì tốt, qua ghế ngồi đi. Ăn sáng xong má có chuyện muốn nói với mấy đứa đây. Cô ta gật đầu rồi bước đến ngồi cạnh bà Thu dùng bữa sáng. Mới ăn được vài đũa thì bà Thu hỏi Tú Nga, "À, Tú Nga này, con có biết nấu ăn không?" Cô ta bị đơ cứng hết cả người. Từ nhỏ đến lớn ngoài trưng diện ra thì cô ta chẳng biết làm cái gì hết. Giờ đây bà Thu hỏi như thế cô ta chẳng biết phải trả lời làm sao. Nhưng cô ta lại nghĩ chắc có lẽ bà Thu hỏi cho có lệ thôi. Nên đã không ngần ngại mà nói dối. Dạ con biết chút chút thôi ạ. À, nhưng con sợ không dám đấu cho nhà mình ăn. Khẩu vị mỗi người mỗi khác. Má của con thấy ngon và hợp. Còn gia đình mình con sợ không quen. Tại con thấy mình còn tệ lắm Vậy đồ ăn sáng ngày hôm nay con thấy thế nào hả? Có hợp khẩu vị của con không? Dạ đồ ăn sáng ngon lắm má. Chắc về làm dâu nhà của má con nghĩ mình sẽ béo lên vài cân à. Bà Thu cười rồi nhìn qua hướng của Ngọc Anh sau đó nói, là Ngọc Anh nấu đấy, rất ngon và hợp khẩu vị của má với hai triệu. Cô ta rất bất ngờ vì câu nói của bà Thu, chẳng khác nào đang khen cô trước mặt của cô ta. Nhưng cô ta chợt nghĩ Chắc do cậu hai triệu đang có mặt ở đây Nên bà Thu mới ăn nói như thế Chứ cô ta đã từng nghe bà Thu nói rằng Bà ta xem Ngọc Anh chẳng khác nào con ở trong nhà Ngượng cười thật tươi Cô ta quay qua nhìn Ngọc Anh rồi nói Ngọc Anh giỏi quá Còn nhỏ thế mà nấu ăn ngon đến vậy Chị mong sau này sẽ luôn được ăn đồ ăn Do đích thân em nấu nhé Cô nghe thế thế thì vội gật đầu Chưa kịp trả lời Bà Thu lại một lần nữa cất tiếng nói vào Ấy đâu có được Tú Nga giờ đã là dâu con trong nhà này rồi Nên bắt đầu học hỏi đi Từ giờ nên học hỏi Ngọc Anh về chuyện bếp núc Để sau này bụng Ngọc Anh to thì công chuyện dưới bếp má giao lại cho con nữa chứ Con thấy sao hả Tú Nga? Dạ ý của má là muốn con lo chuyện nấu nướng trong nhà sao? Thôi cả nhà dùng bữa sáng đi Có gì má sẽ nói chuyện này sau Ăn nhanh đi Má đi coi ngày cho Ngọc Anh với 2 triệu bái ra tiền nữa y hệt như đang có tiếng sét đánh vào bên tai của Tú Nga. Hai mắt cô ta trố to vì quá bất ngờ. Liếc mắt nhìn Ngọc Anh, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bà Thu ngày hôm nay lại thay đổi đến thế? Ngay lúc này đập vào mắt của cô ta là cậu hai triệu đang nhìn Ngọc Anh. Rồi nở ra một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cô ta hết. Cô ta cảm thấy rất ghen tị khi phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cổ họng của tú nga không thể nào nuốt trôi được thức ăn nữa nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên về làm dâu nên cô ta không dám kêu căng dở trứng tiểu thư của cô ta ra cố gắng ăn cho hết bát hủ tiếu rồi chờ cậu hai đi ra xưởng gạo để cô ta được nói chuyện riêng với bà thu chứ trong lòng của cô ta lúc này đang nóng như lửa đốt còn ngọc anh lúc này cảm xúc cứ lâng lâng khó tả cô không thể tin được bà thu đã thay đổi thật sự bà ta không còn ghét cay ghét đắng cô như trước nữa. Nhưng chuyện này chắc có uẩn khuất gì đó, chứ không tự nhiên mà bà Thu thay đổi 180 độ như thế. Sau khi cậu hai dùng bữa sáng xong, cô theo thói quen mà đi vào phòng lấy cái cặp da ra đưa cho cậu hai. Tiễn cậu ấy ra cổng, khi ra đến cổng nhà, cậu hai đưa tay lên vén tóc của cô rồi khẽ cười nói. Tôi không có nói dối em, chúng ta sắp sửa là vợ chồng của nhau rồi. Cậu hai, em không dám mong sẽ có ngày này. Nhưng chuyện gì đã xảy ra phải không cậu? Tại sao bà hội đồng lại thay đổi nhanh đến thế ạ? À? Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Chắc do má đã hiểu được tấm lòng của em và chọn em là dâu thảo trong nhà nên mới thay đổi nhanh đến thế. Từ giờ tôi cũng an tâm phần nào rồi. Tôi đi làm nhé. Em ở nhà có gì bất chắc nhớ vào con Diệp chạy ra xưởng gạo gọi tôi về nhé. Cô ngước mặt lên nhìn cậu hai. Sau đó mỉm cười gật đầu khi cậu hai đã leo lên xe đi rồi thì cô mới bước lại đóng cửa rồi nhanh chân bước lại vào trong nhà để còn dọn dẹp bát đĩa xuống nhà sau. Nhưng khi vừa đi đến cửa chân vẫn chưa kịp bước vào bên trong thì cô đã nghe thấy tiếng của Tú Nga. Má ơi, có phải từ nãy giờ má chỉ nói đùa thôi phải không má? Anh Triệu đã đi rồi, còn mình con và má thôi à? Con nghĩ má nói chơi sao? Chuyện như vậy mà má nói chơi được à? ơ ờ, dạ sao hôm nay má lạnh lùng với con vậy ạ à? con đã làm gì sai sao má chuyện tối đêm qua con biết con sai khi không giữ chân được anh triệu con biết má đã giúp con bỏ thuốc anh ấy con thật là vô dụng không làm được trò chống gì hết con mong má tha lỗi và đừng giận con nha má ôi lỗi phải gì cũng nhờ chuyện tối đêm qua mà má mới ngộ ra được con ạ à. miệng của con luôn nói là chỉ thương chỉ yêu mỗi một mình hai triệu vậy mà cái trong trắng của con con lại đi trao cho thằng khác rồi. Nếu tối qua 2 triệu không nói thì má cũng chẳng biết sẽ bị con dắt mũi đến bao giờ. Mà cũng phải, con cũng lớn rồi. Chứ đâu phải 18, 19 như Ngọc Anh. Nên làm sao giữ thân mình được. Thôi, chuyện đâu đã vào đó. Do má hết nên má không dám trách ai cả. Nên giờ má sẽ cố gắng khắc phục lại lỗi lầm của má gây ra đây này. Tay chân của Tú Nga run cảnh cạch giờ đây cô ta cũng đã hiểu lý do vì sao từ sáng đến giờ bà thu trở nên thái độ với cô ta hai mắt cô ta rưng rưng cô ta đứng lên rồi quỳ xuống dưới nền gạch nước mắt bắt đầu tuôn rơi cô ta vừa khóc vừa nói má ơi con không phải người như vậy đâu má con yêu anh triệu trong lòng con chỉ có duy nhất một mình anh ấy thôi chắc do hiểu lầm gì rồi hoặc là cơ địa của con không có cái máu trong trắng đó chứ con hoàn toàn trong sạch má tin con đi mà má bà thu cảm thấy lời nói của tú nga rất hoang đường làm gì có cái chuyện như vậy xảy ra bà ta cười nhếch mép rồi nói thôi đi cô định lừa tôi đến khi nào hả tôi không phải kẻ ngốc cũng may là tôi nhìn ra được con người của cô sớm nhưng cưới cũng đã cưới rồi làm rình rang chứ không phải nhỏ nên chuyện này tôi không muốn làm lớn chuyện lên vì tình nghĩa chị em với má của cô nên tôi chấp nhận bỏ qua Biết điều biết khôn thì cố gắng học theo tính tình ngoan ngoãn Chịu thương chịu khó như Ngọc Anh đi Giờ tôi mới biết Ông bà xưa nói chẳng sai Đừng nhìn mặt mà bắt hình xong Nói rồi bà Thu tức giận đỏ hết cả mặt Vội đứng dậy bước đi thẳng vào phòng Còn cô ta lúc này chỉ biết câm nín Rồi quỳ ở giữa nhà khóc Chuyện không còn trong trắng là ngoài ý muốn Cũng do một lần quá chén với đám bạn Nên Tú Nga đã qua đêm nhà bạn rồi chuyện tồi tệ đó cũng đã xảy ra. Chuyện này mẹ của Tú Nga cũng đã biết từ rất lâu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ bà Thu sẽ trọng đến chuyện này. Nên cả hai người không ai quan tâm đến cả. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Thì tối đêm qua cô ta đã không cho bà Thu vào phòng của cô ta rồi. Giờ cô ta mới nhớ chắc có lẽ vì không thấy được giọt máu trong trắng của cô ta. Nên tối đêm qua bà Thu mới bỏ đi về phòng. Chứ không đi luộc hột gà cho cô ta. Ngay giây phút này Tú Nga không biết phải làm cách nào Để cho bà thu tin lời cô ta đã nói Nếu mọi chuyện không được giải quyết Thì Tú Nga biết cô ta sẽ rất khó sống Trong cái nhà này Ngọc Anh đã nghe được hết những lời nói vừa rồi Cô cũng đã đứng ở bên ngoài Được một lúc lâu rồi Nên cô đành bước đi vào bên trong nhà Vừa nghe thấy tiếng quốc lộc cộc Thì Tú Nga đã nhanh tay đưa lên lau nước mắt thật sạch Cô ta không muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng cô ta đang bật khóc thảm thương như thế này. Vội vàng đứng dậy rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mặt của cô. Lúc đầu thật sự cô không muốn quan tâm đến chuyện riêng của Tú Nga, vì cô luôn nghĩ Tú Nga là một cô gái rất tốt. Nhưng ngay lúc này vừa định bước đi đến bàn ăn để dọn dẹp thì Tú Nga đã cất tiếng nói. "Từ nãy đến giờ mày ở đâu vậy? Mày dám nghe lén tao và Mã nói chuyện sao?" mày có tư cách gì dám làm điều đó hả chỉ vài câu hỏi của cô ta thôi mà cái nhìn về cô ta bỗng thay đổi hẳn cô cứ nghĩ cô ta là người rất tốt bụng lại còn hiểu chuyện nhưng không ngờ được rằng thái độ và cách ăn nói của cô ta không khác bà thu lúc trước tí nào giờ cô đã hiểu ra vì sao con diệp nói mọi chuyện không như cô đã nghĩ đúng là cuộc đời này đừng bao giờ quá vội tin bất cứ ai cô nói Dạ em không cố ý đâu Tại khi nãy em vừa bước vào nhà Nên đã lỡ nghe được những lời Mà chị với bà hội đồng nói với nhau Em xin lỗi chị ạ à, Lần sau em không dám tái phạm đâu Còn có lần sau à Cũng vì thứ mặt dày của mày xuất hiện Nên mọi thứ mới tồi tệ như ngày hôm nay Mày có biết tao đã chờ anh Triệu Bao nhiêu lâu rồi không Mày có thân phận gì hả Thứ bần hèn nghèo nát dơ dáy Mày nghĩ mày có được trái tim của anh Triệu rồi ỉ lên mặt với tao đúng không Đừng tưởng khoác lên người bộ đồ gấm đắt tiền Rồi cái bài đặt lên mặt với tao nhé Trông cô ta lúc này rất hung hăng và dữ tợn Nhưng những lời lẽ cô ta dành cho cô thật sự rất nặng lời Cô có đủ dũng khí để phản bác lại Nhưng cô không muốn làm lớn chuyện Khi nãy nghe được câu chuyện vừa rồi của Tú Nga Cô biết ngay bây giờ là lúc bà Thu đang rất khó chịu và bực tức chuyện của Tú Nga. Ông bà xưa hay nói giận cá chém thớt với tính tình của bà Thu, cô rất sợ bản thân sẽ bị biến thành tấm thớt. Ngay thời điểm hiện tại, cô cũng đang làm tấm thớt đấy thôi. Tú Nga giờ phút này không biết phải chút cơn tức giận vào ai, nên mới đổ hết lên đầu của cô như thế. Không quan tâm đến cô ta, cô bước đi lại bên bàn rồi bắt đầu dọn những cái bát. Khi Tú Nga thấy cô không trả lời, thì cô ta nghĩ cô đang khinh thưởng cô ta, nên đã khiến Tú Nga tức càng thêm tức, chỉ tay thẳng vào mặt của cô, Tú Nga nói, "Này, mày ỷ má đã thay đổi với mày nên mày dám lên mặt với tao đúng không con mất dạy kia? Mày có muốn mày và cả đứa con trong bụng của mày biến mất khỏi thế gian này luôn không hả?" Lời lẽ của cô ta càng nói ra thì càng trở nên độc địa, cô không thể nhẫn nhịn được mà ngước mặt lên nhìn Tú Nga rồi nói, "Chị Tú Nga, chị bình tĩnh lại được không? Em và đứa bé trong bụng đã làm gì chị sao? Chị có cần ăn nói độc địa như thế không hả?" Ô hai, tưởng thế nào? Thì ra anh Triệu đã nhìn nhầm mày rồi. Cứ nghĩ mày ngoan hiền lắm, ai già cũng biết trả treo như thế. Bởi tao đã nhìn thấu tâm can của mày từ trước, nên mày không bao giờ qua mặt được tao đâu, con nghèo hèn. Mày liệu hồn mà sống trong căn nhà này, dám làm trái ý của tao thì đừng trách. Ngay từ đầu, má đã có nói với tao, cho mày về đây chỉ vì đứa bé trong bụng thôi. Còn thân phận của mày chỉ như một con ở trong nhà. Mày biết rõ chưa hả? Má đã nói với tao như thế đấy Nên tự biết thân biết phận của mày đi Từ trong đáy lòng cô cảm thấy vô cùng chua chát Khi nghe được từng lời mà Tú Nga vừa nói Sông mũi cô cay xẻ Nhưng cô cố gượng không để bản thân phải khóc trước mặt của cô ta Ngay lúc đó tiếng quốc của bà Thu vang lên lập cộc Cô ta ngay lập tức kéo mấy cái bát trên bàn về hướng của cô ta rồi nói Ngọc Anh, chị xin lỗi em chuyện tối đêm qua nhé Chị cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra Em đang bầu bí như thế mà chị lại để anh Triệu qua ngủ cùng chị. Tối đêm qua em có ngủ được không vậy? Lần sau chị không dám như thế nữa đâu. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm về hướng của Tú Nga. Cô ta liền cười tươi rồi nói tiếp. Em biết không Ngọc Anh, chị đang rất buồn về mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng chị không thể nào nói cho má hiểu được hết. Em thương chị thì giúp chị nhé. Chị sẽ cố gắng học hỏi theo tính tình ngoan ngoãn hiền lành của em từ giờ em dạy chị nấu ăn rồi dọn dẹp nhà nhé ngọc anh cô ta vừa nói hết câu thì cũng là lúc bà thu bước đi ra cô chỉ biết cười nhạt mà thôi dần dần cô hiểu rõ được con người của tú nga hơn rồi khi không có ai ở đây cô ta y hệt như một con rắn độc ăn nói đanh thép còn khi biết có bà thu đang bước ra thì cô ta bắt đầu nhập tâm vào vai diễn ngoan ngoãn hiền lành cô không biết cô ta có cảm thấy mệt khi không được sống với chính bản thân mình hay không. Cô không trả lời cô ta mà nhìn bà Thu rồi gật đầu. Sau đó đưa tay từ từ dọn mấy cái bát. Cô không muốn đứng ở lại đây để chịu trận nữa. Nhưng bà Thu bước ra thì liền nói. Ngọc Anh này, Tú Nga, nó đã nói như thế thì con cứ chiều theo ý của nó đi con. Công việc nhà mọi khi con làm cứ chỉ dạy lại cho nó hết đi. Con coi nghỉ ngơi nhiều vào để cháu của má được mạnh khỏe sinh ra đời nữa. Thưa bà hội đồng con không sao đâu ạ à. Con thấy khỏe lắm Con làm được ạ à? Bà ta nhìn cô rồi cười tươi hơn nữa Bà Thu nói Này khoảng thời gian vừa rồi Cũng làm cho má nhận ra con là người như thế nào Má không còn gì để chê trách con nữa hết Thôi thì số phận nó là như vậy Nếu má biết trước Má đã không đi tìm vợ cho hai triệu như thế này đâu Vì giờ đây má mới nhận ra Con là một đứa con dâu rất hoàn hảo Má không còn gì để ngăn cản Chuyện cho con và hai triệu nên duyên vợ chồng thôi nào, đừng cãi lại lời má, cứ để mọi việc cho Tú Nga nó làm. Má đi qua nhà ông thầy hỏi kỹ lại ngày tháng rồi về cho con và hai triệu bái ra tiền với nhau nhé. Đêm qua bà ta suy nghĩ thì nhớ lại những gì mà ông thầy bói từng nói. Ông ấy nói cô và cậu hai triệu rất hợp nhau, cũng một phần lỗi do bà thu hết, nếu không vì quá tin tưởng hai mẹ con Tú Nga thì đâu có mọi chuyện như ngày hôm nay. Biết thế bà ta đã tự đi xem bói coi ngày chứ không để cho mẹ con của Tú Nga được lộng hành như thế rồi. Còn cô lúc này thì rất vui mừng. Cô đã tin những gì đang xảy ra là sự thật. Chưa bao giờ cô dám mơ mộng đến cái chuyện được nên duyên vợ chồng với cậu hai triệu. Cô nghĩ điều đó sẽ rất xa vời. Vậy mà giờ đây y hệt như một cái chớp mắt, mọi chuyện đã thay đổi thật sự rồi. Cô sắp sửa được làm vợ của cậu hai triệu rồi những giọt nước mắt từ trong khóe mắt đã rơi ra cô vui mừng cúi thấp đầu rồi nói con cảm ơn bà hội đồng nhiều lắm ôi con bé này khóc cái gì mà khóc hả con đừng khóc nữa với lại học gọi ta bằng má đi chứ đừng xưng bà hội đồng nữa nghe xa lạ quá đi mất dạ con cảm ơn bà ờ à, con cảm ơn má một màn trước mặt khiến tú nga phát cáu nhưng cô ta nào dám bộc lộ ra bên ngoài ngay lúc đó bà thu đã ngoái đầu lại nhìn cô ta rồi nói nhớ những gì tôi đã nói đấy học hỏi ngọc anh nhiều vào Để còn lo chuyện trong nhà cửa nữa dạ má con sẽ cố gắng học hỏi em ngọc anh ạ à. con sẽ không để má thất vọng thêm về con đâu bà ta gật đầu rồi cất bước đi ra xe cô nhìn theo bóng lưng của bà thu trong lòng cứ thấy nôn nao vui sướng khó tả cô rất mong bà ta đi xem lại ngày sẽ xem được ngày lành tháng tốt để cho cô và cậu hai được ở bên nhau không cần cái danh phận hay đám cưới rình ra như tú nga cô chỉ muốn được sống và chắc chắn bản thân sẽ không bị chia cắt với cậu hai triệu thôi chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi cổng nhà khi bà thu đi rồi thì giọng nói tranh chua ấy lại cất lên mày định đứng đó khóc đến bao giờ đấy bớt diễn kịch lại đi bộ tưởng rơi vài giọt nước mắt như thế thì má sẽ cung phụng và yêu thương mày sao cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc rồi quay qua nhìn Tú Nga cô nói Chị Tú Nga, giờ thì tôi đã rõ con người thật của chị nhưng tôi sống rất thật chứ không như chị đâu tôi cũng không ham muốn danh phận gì cả tôi chỉ mong được sống thật bình yên để sinh con của tôi ra đời và cùng cậu hai nuôi con thôi mong chị đừng dùng những lời nói đanh thép như thế dành cho tôi nữa có được không sau khi nghe cô nói xong Tú Nga bỗng cười khẩy lên rồi nói ôi con nghèo hè này mày đang hăm hè tao đấy à mày nghĩ mày là ai mà đứng nói chuyện vênh váo với tao như thế hả tôi không dám như thế đâu tôi chỉ đang tự bảo vệ chính tôi mà thôi những gì đúng tôi sẽ luôn ghi nhận và luôn lắng nghe còn nói không đúng thì tôi không bận tâm đâu tú nga như hóa điên lên mà đưa tay ra đẩy hết mấy cái bát rơi xuống đất lực từ bàn rớt xuống nền gạch quá mạnh nên đã làm nước xúc thừa lại văng tung tóe ra khắp nền gạch mấy cái bát lúc này cũng chẳng thể nào còn nguyên vẹn được cô rất bất ngờ khi nhìn thấy hành động thô lỗ đó của cô ta nhíu chặt hai mày lại cô nói này chị tú nga chị đang làm cái gì vậy tao làm gì ai thấy tao làm gì không sao nào tao sợ mày không có việc làm nên giúp mày đấy thôi dọn sạch sẽ đi nhé má đi xem ngày chắc sẽ sớm về thôi yên tâm đi đừng vui mừng quá sớm hạ người như mày làm gì có cửa được ngang hàng với tao thứ thấp hèn dơ bẩn. Chị... Khuôn mặt của cô ta giờ đây hiện rõ lên sự vui sướng hà hê khi hành hại được cô. Cô ta lúc này vui vẻ, cất bước đi vào hướng dãy phòng. Cô biết những lời cô ta đã nói với bà Thu chỉ là giả tạo thôi. Chẳng bao giờ có cái việc cô ta sẽ học hỏi cô để làm công chuyện nhà. Cô cũng chẳng trông mong điều đó xảy ra. Hành động vừa rồi cũng đã nói lên được Tú Nga còn kiếm chuyện với cô dài dài chứ không đơn giản như thế này đâu. Cô thở dài mệt mỏi, đưa tay lên bụng của cô. Tự nhiên cô có cảm giác rất đau lòng. Thường cho đứa bé cô đang mang trong bụng. Cô bắt đầu có linh cảm sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó những lời nhẫn tâm mà Tú Nga đã nói sẽ thành sự thật. Hai tay cô run rẩy, bước từng bước lại cái đống bát bị vỡ trước mặt. Ngồi xuống từ từ nhặt từng mảnh vỡ của bát, bàn tay mới chạm vào đã bị khứa chảy máu cô giật mình rút tay lại. Cũng ngay lúc đó khi nhìn thấy cô như thế thì con Diệp đã lật đật chạy đến kéo lấy bàn tay bị khứa chảy máu của cô nó nói Mợ ơi, tay mợ chảy máu rồi kìa đây đấy, mợ còn tin cô ta là người tốt bụng nữa không để em lấy vải băng lại cho mợ nhé Thôi không cần đâu Diệp chảy máu rửa tay tí là hết thôi mà băng lại mất công bà hội đồng hai cậu hai thấy rồi hỏi nữa tôi không muốn ai biết chuyện này đâu Mợ lại định bỏ qua chuyện này nữa sao Mợ đừng có sợ Có gì cứ nói cho cậu hai biết Đêm qua vì bị bỏ thuốc Cậu hai đã đánh mợ ấy sưng hết hai bên má đấy mợ Em mà không luộc trứng gà cho lăn má Thì chắc giờ này Không dám bước ra khỏi cửa phòng đâu Nên em nghĩ chỉ có cậu hai Mới trị được cái nết kêu căng đó của mợ Tú Nga à Cô nghe con Diệp nói như vậy Thì có chút thương xót Tú Nga Dù biết không nên làm như vậy với cậu hai nhưng nghe cô ta bị cậu hai đánh cô thấy rất xót. Cậu hai từ xưa đến nay chưa bao giờ lớn tiếng với cô hết cả. Và cũng chưa bao giờ tức giận bất cứ điều gì trước mặt của cô. Cô chợt nghĩ chắc có lẽ vì bị cậu hai đánh nên cô ta mới tức giận. Rồi ăn nói và hành động không có chừng mực như thế thôi. Cô vẫn còn một chút niềm tin nào đó. Mong rằng Tú Nga sẽ quay trở lại làm một cô gái tốt bụng hiền lành. Như lần đầu tiên cô gặp cô ta cùng con Diệp dọn đống hỗn độn trước mặt, vừa làm cô vừa nói. Diệp, cậu hai từ xưa giờ lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng với tôi hết. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cáu gắt bất cứ vấn đề gì cả. Nếu đêm qua cậu ấy đã ra tay đánh chị Tú Nga như thế thì mình phải thương chị ấy chứ. Tất cả lỗi cũng là do tôi mà ra, nên tôi chỉ mong muốn mọi chuyện dần lắng xuống, mọi người sống thật hòa thuận thôi. Con Diệp thở dài lắc đầu nói Em chả biết phải nói sao Mợ hiền quá đi mất Có ai sống cảnh chung chồng Mà chịu hòa thuận sống bên nhau đâu mợ Đã vậy cậu hai chỉ yêu có mỗi một mình mợ thôi Đêm qua vì cảm thấy có lỗi với mợ Cậu hai đã bỏ ra sửa gạo ngủ đấy Nhiều đó thôi em cũng đủ hiểu được Trong trái tim của cậu ấy Chỉ có một người duy nhất là mợ Em không dám xen vào chuyện riêng tư Của cậu và mợ đâu Nhưng mợ đang mang thai Từ giờ nên cẩn thận Nhất là chuyện ăn uống nhé em chỉ nói thế cho mợ cảnh giác thôi quần áo mợ dính dơ rồi mợ về phòng tắm thay đồ đi chỗ này để em dọn cho con diệp luôn miệng năn nỉ cô về phòng thay đồ nhưng cô không chịu mà cùng nó dọn dẹp thật sạch sẽ bãi chiến trường do tú nga gây ra sau khi dọn xong hết thì cô mới đi về phòng thay đồ nhưng cũng rất nhanh cô đã có mặt dưới nhà bếp để phụ nấu cơm trưa khi nãy cậu hai có hứa với cô nếu xong việc ngoài xưởng gạo sớm thì nhất định sẽ về dùng cơm trưa với cả nhà, nên cô rất muốn được tự tay nấu cơm trưa cho mọi người cùng ăn, nhất là cho cậu hai, vì làm như thế rất giống như một người vợ đang chăm sóc cho chồng. Nghĩ đơn giản như thế thôi, cô đã thấy hạnh phúc biết bao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ ơi xin mợ đừng khóc của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.